hello xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với kênh youtube Neo trước khi mà chúng ta vào nội dung của video thì xin mời mọi người xem video này trước nhé. hello xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với kênh youtube của neo trong video ngày hôm nay neo sẽ nói về chuyên mục sống khỏe ha uh, neo muốn chia sẻ với mọi người một cái sản phẩm mà có thể nói là rất cần thiết cho những bạn nào mà muốn giảm cân đang uh, gặp vấn đề về đường huyết cũng như là tiểu đường thì cái sản phẩm mà neo muốn chia sẻ đó chính là sản phẩm uh, đường ăn kiêng uh, lá hán quả của nhà la canto thì chia sẻ với mọi người chút xíu là tại sao Neo bán duyên với cái sản phẩm này là Neo xem rất là nhiều video để tìm một cái loại à, sản phẩm có thể thay thế đường. Mọi người đều biết là đường tiếng Anh là sugar á thì nó hoàn toàn không có lợi khi mà nó vô trong cơ thể của chúng ta ngoài cái việc là nó làm gia tăng đường huyết nó không tốt cho những người bị tiểu đường và nó không tốt cho những người ăn kiêng thì nó còn gây ra cái vấn đề là làm cho cái việc chúng ta lão hóa nó sẽ nhanh hơn và sẽ gây ra rất là nhiều bệnh tật thì cái việc sẽ tìm một cái sản phẩm mà nó thay thế và nó tương đương với cái lượng đường đó thì neo đã bén duyên với cái sản phẩm này neo xem rất là nhiều video của cái anh ở ngoài nước ngoài một cái kênh có tên là bobby appro thì cái anh này chuyên review những sản phẩm tốt cho sức khỏe thì cái đường này nó không gọi là sugar mà nó gọi là sweetener ha một cái khái niệm mà mọi người nên biết được rằng là một cái chất làm ngọt thôi chúng ta có rất là nhiều chất làm ngọt ví dụ như là silicon trong kẹo sinh gum các bạn ăn nè cái sản phẩm đường này nó có chứa là erythritol ha và một cái uh, uh, chất tạo ngọt nữa là stevia được làm từ một loại lá cây thì cái sản phẩm ngày hôm nay nếu muốn chia sẻ với mọi người đây là cái đường này được làm từ trái la hán quả tiếng anh là monk fruit ha cái vùng cái vùng mà trồng cái la hán quả này cho cái công ty này à, công ty la canto này để làm sản phẩm đó chính là cái vùng quế lâm ở trung quốc họ trồng rất là nhiều la hán quả luôn thì la hán quả nó là một cái loại trái à, họ bầu bí và cái vỏ bề ngoài của nó rất là giống chanh dây nhưng mà cái vỏ nó cứng hơn rất là nhiều và khi nó màu xanh á à, nó còn chưa có già thì à, người người ta bắt đầu là người ta sẽ hung hạch về và để cho nó xuống một cái màu rất là đậm là màu nâu sau đó người ta sẽ à, Đập vỡ nó ra và người ta sẽ lấy cái phần hạt bên trong thì cái quy trình chế biến cái đường này nó rất là cầu kỳ và có thể nói là nó giúp cho mọi người nhận thức một điều rằng là không phải là chúng ta tiêu thụ đường, đường mía hay là các sản phẩm đường từ các loại cây khác mà cái đường từ lá hán quả nó hoàn toàn tốt luôn Neo sẽ chia sẻ cho mọi người xem đó chính là cái uh, thành phần rất là đẹp của nó ha đây cái phần này nè nó sẽ không chứa calo nè không chứa glycemic index có nghĩa là chỉ số đường huyết á không chứa calo luôn không có carbs luôn ha cái lượng đường quân đương của nó 1:1 một, một tức là sao nó sẽ thay thế cái đường ăn hàng ngày của các bạn ăn á All right. và cái này dành cho uh, tín đồ của keto luôn và cái đường này á mọi người có thể thấy là uh, nó rất là tốt cho những cái người mà bị tiểu đường nè những người mà giảm cân nè những người mà bị béo phì á hạn chế ăn đường thì đây là một cái lựa chọn rất là ok. Thì đối với cái đường này thì người ta sẽ có những cái dạng. Thứ nhất là à, dòng classic tức là dạng đường trắng cho mọi người. Cái dạng đường trắng này thì cái độ ngọt của nó là gấp 300 lần so với cái đường thường và cái dòng golden này tức là đường vàng này thì cái độ ngọt của nó gấp 150 lần ha. À, thì nó có sẽ có những cái size khác nhau thì cái size đường trắng này là 230 g gram gram, đường vàng đường trắng này là 450 g tương đương với nửa ký và cái size bự nhất đó chính là cái size 800 g ha cái bịch rất là to mọi người có thể thấy không hiện tại hiện Neo đang rất là đầu tư cái việc mà dùng đường này đường vàng nó cũng có cái size 450 g luôn và bên cạnh đó Lacanto người ta còn sản xuất thêm hai cái uh, dạng đường gói nữa, tức là những cái gói nhỏ người ta phân ra làm 3 gam nhỏ 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 như thế này dành cho những cái người mà ăn kiêng hoặc tiểu đường á có thể sử dụng và cho vào trà hoặc cà phê hoặc là những cái thức uống, một cái gói nó rất là bé luôn, nó nó, nó chừa khoảng như này mọi người. Và khi mỗi lần dùng như vậy thì à mọi người sẽ dùng một một gói thôi là cái đủ độ ngọt cho mọi người rồi. Và cái hộp như thế này nó sẽ có 30 gói nhỏ phía bên trong và mỗi gói sẽ là 3 gam đường. Đó, thì à, khi mà mọi người sử dụng cái Lakento này á thì mọi người sẽ giảm thiểu được cái việc mà gia tăng nguy cơ đường huyết. thì bây giờ Neo sẽ chia sẻ với mọi người một chút xíu nữa là khi mà cái lá hán quả này á nó được đem về nó được khu hoạch đem về người ta sẽ nghiền nát cái ra ha người ta sẽ à, sau đó người ta sẽ ngâm trong nước nóng để cho cái chất ngọt trong đá háng quả đó nó sẽ à, ra hết luôn và sau đó người ta sẽ tiếp tục là qua một cái khâu nữa là khâu lọc ra lọc cái chất ngọt đó ra và loại bỏ phần xác phần xác này thì La Canto tô người ta có một cái cái một cái à, gọi là một cái khái niệm về bảo vệ môi trường rất là tốt phần xác này thứ nhất là người ta sẽ à, sử dụng giống như là một cái à, tẩy tế bào chết cho họ làm bỏ trong các sản phẩm khác để tẩy tế bào chết cho da cũng được nè hoặc là một cái phần còn lại người ta sẽ làm phân bón bón ngược lại cho những cái cây à, lá hán quả mà họ đang trồng thì cái vùng trồng lá hán quả ở quế lâm trung quốc này á thì họ trồng ở cái việc cách xa thành phố hàng chục km luôn nên là môi trường của nó hoàn toàn trong lành và họ trồng ở trên vùng núi nha mọi người, không phải là trồng ở không khí bình thường đâu và nên đảm bảo được là cái việc không có ô nhiễm, không hút trừ sâu tất cả mọi người làm, người nông dân ở đó người ta được trang bị kiến thức là không có sử dụng làm dụng thức trừ sâu gì hết và tất cả các loại lá hán quả này nó hoàn toàn là non-GMO tức là thực phẩm là cái loại quả không có biến đổi gen nên là cái đường này thực sự mà nói thì ở Việt Nam mình á nếu thấy là một số shop trên Shopee người ta cũng có bán rồi nhưng mà nó không có thịnh hành nhưng mà thật sự mà nói thì những cái sản phẩm đường kiểu như thế này nè đường thay thế kiểu như thế này là ở nước ngoài người ta dùng rất là nhiều luôn người ta dùng cái dạng đường lá quả này ha hoặc là người dùng stevia là một cái loại đường cũng làm từ cái lá cái khả năng cái lá nó giống như lá mặt hà vậy mọi người nó cũng làm một chất tạo ngọt luôn nhưng mà để mà nói về cái nào tốt nhất á, thì cái cái đường mà có cái chữ này nè erythritol này nè rất là tốt luôn và cái uh, khả năng không có ảnh hưởng đến đường huyết của mọi người thì mọi người biết là cái đường bình thường mà mọi người hay ăn á nó sẽ khi mọi người ăn vô mọi người nó sẽ thấp thụ vô trong đường máu của các bạn và nó sẽ tạo ra năng, năng lượng nè nó sẽ giúp cho cái việc mà các ăn bạn ăn ngon miệng hơn và nó đồng thời nó sẽ cũng làm gia tăng đường huyết của các bạn chúng ta hay nói là gia tăng đường huyết là cái chỉ số đường huyết là glycemic glycemic index chỉ số đường huyết thì nó sẽ không tốt cho những người bệnh tiểu đường trong khi đó cái đường này á một cái điều đặc biệt khi mà neo sử dụng cái đường này thì neo cảm thấy là nó rất là lạ và rất là đặc biệt luôn khi mọi người sử dụng mọi người cho một muỗng ăn thử một muỗng mình ngậm vô thì nó tan ngay và liền vô trong miệng của các bạn luôn mà tạo một cái cảm giác rất là thanh mát luôn rất là dễ chịu và đó là lý do tại sao mà cái đường này nó chưa kịp hấp thụ vô trong cái đường huyết của các bạn là nó đã hấp thụ trong dạ dày và nó đã tiêu hết rồi nên nó không có ảnh hưởng gì hết và neo chân thành khuyên mọi người á có thể nếu mà được có điều kiện thì nên chuyển sang cái đường này cho những ba mẹ người thân của mình những cái người mà gặp vấn đề về đường huyết cũng như là bệnh tiểu đường á sử dụng cái đường này thì nếu có một số khách hàng người ta bây giờ người ta sống rất là khỏe rất là kiểu như là hướng về cách sống khỏe người ta không có người ta lội dần đi những cái đường trắng hoặc là những cái đường từ mía người ta chuyển sang cái đường này thì uh, họ cảm thấy là uh, cái việc mà ăn sống tốt như vậy thì nó sẽ giúp cho tốt cho sức khỏe của họ hơn đó là một số chia sẻ thì cái video này thì neo thấy là khá là dài rồi nên là nếu mà các bạn quan tâm cái sản phẩm này thì mọi người có thể inbox ở dưới cái phần zalo neo sẽ để phần miêu tả cũng như là cái phần comment ha mọi người có thể vô nhắn tin cho neo để neo chia sẻ thêm cho mọi người hoặc là mọi người có thể vô cái link shopee mà neo để cái sản phẩm đó mọi người hãy nhấp vô trực tiếp để đặt mua sản phẩm luôn thì cái sản phẩm này neo hy vọng là mọi người có một cái khái niệm cũng như cái ý thức tốt hơn về cách dùng những sản phẩm chất làm ngọt ha đừng có quá lạm dụng đường tại vì đường mà sugar của các bạn ăn hiện tại thì nó không có tốt chút xíu nào hết và nó sẽ uh, nếu các bạn dùng nhiều á uh, về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe của bạn rất là nhiều ha uh, hy vọng là cái video này chia sẻ cũng như là những cái gì mà nếu nói nãy giờ thì mọi người có thể uh, nhận thức được rằng là cái việc sử dụng đường nó chỉ là một cái phần phụ thôi nếu các bạn có thể thay thế được đầu tư được thì mọi người có thể chuyển sang cái này ok video cũng đây khá là dài rồi ha rất cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua đã đồng tình và ủng hộ à, kênh của neo và tin tưởng neo rất là nhiều cũng như là ủng hộ neo trong cái việc mà à, cái shop uh, shop của neo ha cảm ơn mọi người và hẹn à, gặp lại mọi người trong những video lần sau cũng như những chuyên mục sống khỏe mà neo muốn chia sẻ cho mọi người còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nhé bye bye